Máy bay dân dụng C-919 của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 28 tháng 5, nhưng chỉ một tháng sau đã phải tạm dừng hoạt động do gặp phải sự cố. Sáng 29 tháng 6, C-919 thực hiện chuyến bay MU-987 cất cánh từ Thượng Hải đi Thành Đô, chiều về dự kiến lúc 12:30. Tuy nhiên, máy bay bị hoãn đến 14:16 và không thể cất cánh. Hãng hàng không China Eastern Airlines phải điều chiếc Airbus A320 lên thay thế. Điều thú vị là chiếc C-919 đã quay trở lại sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải vào tối hôm đó mà không có bất kỳ hành khách nào. Ngày 1 tháng 7, C-919 hoạt động trở lại và tiếp tục khai thác các chuyến bay giữa Thượng Hải và Thành Đô. Tài khoản Weibo chính thức của hãng hàng không tiết lộ rằng hệ thống xả khí của hai động cơ đã báo động cùng một lúc. Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp. Theo blog của những người đam mê bay, C-919 trong hành trình trở về từ Thành Đô đến Thượng Hải vào ngày 29 chỉ đạt độ cao tối đa là 7.000m, thấp hơn độ cao bình thường là 10.000m. Khả năng cao là đã xảy ra sự cố. Trên thực tế, trong chuyến bay buổi sáng từ Thượng Hải đến Thành Đô, phần mềm theo dõi cho thấy máy bay đã hạ độ cao đột ngột. Có thể là do áp suất cabin không đủ nên máy bay buộc phải hạ độ cao để điều chỉnh áp suất. Có hai kịch bản có thể dẫn đến tình trạng áp suất cabin không đủ như vậy. Thứ nhất, có thể là do khả năng làm kín cabin kém, dẫn đến rò rỉ oxy. Thông thường lúc này, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi ra. Nếu mặt nạ dưỡng khí không rơi ra, vấn đề có thể do hệ thống không khí bị chảy, khiến áp suất cabin không đủ. Điều này trùng khớp với thông tin chính thức của China Eastern Airlines. Khi một chiếc máy bay ở trên không, nó cần dựa vào động cơ hoặc bộ nguồn phụ để đưa khí từ bên ngoài vào. Sau khi nén, nó sẽ thúc đẩy lưu thông không khí trong cabin và đồng thời cung cấp oxy. Nếu không khí và oxy không đủ, hành khách sẽ thấy rất khó chịu, áp suất không khí và oxy như lúc ở trên núi cao 8.000-9.000m. Nếu kéo dài thêm một thời gian, việc thiếu oxy sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, một khi phát hiện lỗi hệ thống thoát khí, máy bay phải hạ độ cao ngay lập tức. Máy bay thường được trang bị hai bộ hệ thống xả khí, một từ động cơ và một từ bộ nguồn phụ trợ. Quan sát từ những người đam mê hàng không tiết lộ rằng, chiếc máy bay lớn sản xuất trong nước của Trung Quốc khi quay trở lại Thượng Hải vào buổi tối đã duy trì độ cao bay tối đa là 7.000m, nó không bay cao tới hơn 10.000m như chuyến bay buổi sáng. Những người đam mê bay cho rằng, cả hai động cơ bên cạnh đều bị lỗi thoát khí và chỉ có thể dựa vào hệ thống APU. Hệ thống APU chỉ hoạt động bình thường khi bay dưới độ cao 7.000m. Mặc dù kỹ thuật của các thành phần hệ thống xả khí chẳng hạn như van ống và bộ chuyển động không đặc biệt phức tạp, nhưng việc xử lý không đúng cách có thể khiến hành khách có nguy cơ thiếu oxy. Hơn nữa, ngay cả khi hệ thống báo sai, điều đó cũng cho thấy phía Trung Quốc chưa nắm bắt hết sự phối hợp hiệp đồng của hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống cơ khí trên máy bay. Vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, China Eastern Airlines đã nhận chiếc C-919 đầu tiên và bắt đầu chuyến bay xác minh kéo dài 100 giờ để chuẩn bị cho các chuyến bay chở hành khách thương mại. Vào mỗi ngày bay xác minh, máy bay C-919 khởi hành từ sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, bay đến thủ đô Bắc Kinh, Đại Hưng Bắc Kinh, Thiên Thủ Thành Đô, Tây An, Hải Khẩu, Thanh Đảo, Vũ Hán, Nam Sương, Tế Nam và các điểm đến khác, rồi quay trở lại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải trong cùng ngày. Thực hiện mô phỏng toàn bộ quy trình khai thác chuyến bay, bao gồm quy trình điều độ, xuất bến, đón khách, điều hành phi công, bảo dưỡng. Chuyến bay xác minh kéo dài 100 giờ theo kế hoạch ban đầu đã kết thúc vào giữa tháng 2 năm nay và C-919 sẽ được đưa vào khai thác chở khách thương mại vào mùa xuân. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 2, khi đang trên đường từ Thượng Hải đến Hợp Phì qua Bắc Kinh, chiếc C-919 đã gặp phải sự cố hệ thống lực đẩy ngược có động cơ bên trái khi hạ cánh xuống sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Máy bay sau đó bay trở lại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Một cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân là do tiếp xúc kém trong hệ thống dây điện giữa vị trí cảm biến và cụm động cơ. Vấn đề với lực đẩy ngược khiến hướng dẫn bay phải sửa đổi và kiểm tra lại. Thời gian đưa vào khai thác bị chậm lại. Chuyến bay thương mại ban đầu dự kiến bắt đầu vào tháng 3, sau đó bắt đầu vào ngày 28 tháng 5. Chỉ một tháng sau, chiếc máy bay lại gặp sự cố động cơ khác và phải hạ cánh. Đầu năm, việc tiếp đất là do lực đẩy ngược của động cơ bị hỏng. Lần này là do hệ thống xả khí của động cơ có vấn đề. Cả hai vấn đề đều liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hành khách. Đối mặt với những vấn đề lặp đi lặp lại này với máy bay C-919, người ta không khỏi đặt câu hỏi tại sao chính phủ Trung Quốc lại quyết tâm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển máy bay cỡ lớn nội địa. Chẳng phải là mua máy bay trực tiếp từ Airbus và Boeing sẽ tránh được các vấn đề an toàn chuyến bay sao? Hơn nữa, các nước phương Tây chưa bao giờ áp đặt bất kỳ rào cản nào đối với việc mua máy bay thương mại của Trung Quốc. Thay vào đó, họ thường mong đợi Trung Quốc đặt những đơn hàng lớn hơn. Tuy nhiên, có thể có những cân nhắc sâu rộng hơn đằng sau quyết định này của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kể từ năm 1989, các nước phương Tây đã cấm Trung Quốc mua bất kỳ thiết bị quân sự nào của phương Tây, thực hiện các lệnh cấm vận quân sự nghiêm ngặt. Lệnh cấm vận này bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ động cơ máy bay. Cuối tháng 6 này, Mỹ một lần nữa bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ cấm vận của Trung Quốc, trong đó có cấm vận quân sự. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy phát triển máy bay cỡ lớn nội địa không chỉ nhằm mục đích giải quyết nhu cầu hàng không dân dụng, mà còn vì sự tiến bộ của công nghệ quân sự, đặc biệt là công nghệ động cơ. Thông qua hợp tác với phương Tây, có thể thấy điều này qua những tin tức mới nhất từ Trung Quốc, khi nước này tuyên bố tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc đã được trang bị động cơ VKS-15 sản xuất trong nước. Việc phát triển máy bay C-919 không chỉ là một kế hoạch hàng không mà còn là một kế hoạch quân sự nhằm sử dụng các chuyến bay thử nghiệm của C-919 để thu thập dữ liệu cho việc phát triển động cơ phản lực J-20 sản xuất trong nước của Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải là không có hậu quả của nó. Có thông tin cho rằng một số phi công đã thiệt mạng sau khi J-20 đột ngột chuyển đổi sang động cơ VKS-15 sản xuất trong nước. Những vụ việc này được cho là đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc dập tắt. Tập Cận Bình còn tuyên bố rằng những hy sinh này là cần thiết vì lợi ích của đất nước và người dân, ngụ ý rằng các thảm họa hàng không tiềm ẩn sẽ được coi là sự hy sinh cho sự tiến bộ của đất nước, chỉ để một ngày nào đó, máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc có thể tham gia chiến đấu với máy bay chiến đấu của Mỹ. Rõ ràng, cuộc sống của những người dân thường và phi công ở Trung Quốc không được quan tâm xứng đáng. Một số người có thể lập luận rằng, đạt được công nghệ động cơ trong nước thông qua việc phát triển C-919 là một chiến lược tốt. Tuy nhiên, những người trong ngành sẽ nói với bạn rằng, Trung Quốc thậm chí không có khả năng sản xuất vỏ động cơ đáng tin cậy. Công ty Thạch Điền có trụ sở tại Đài Loan, chuyên sản xuất các bộ phận hỗ trợ và chịu lực hay còn gọi là vỏ động cơ hàng không, dựa vào vật liệu do các nhà sản xuất động cơ như GE cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Hơn nữa, những vỏ bọc này phải được sản xuất bằng thiết bị do công ty sản xuất động cơ chỉ định và toàn bộ quy trình sản xuất có thể phải tuân theo thời gian chứng nhận kéo dài từ 10 đến 20 năm. C-919 hiện đang sử dụng công nghệ CFM lift của GE. Chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ thay thế nó bằng động cơ CG-1000A sản xuất trong nước. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng đây là một thách thức to lớn vì vật liệu làm vỏ phải được cung cấp bởi các nhà máy sản xuất động cơ gốc. Nó đặt ra câu hỏi liệu Trung Quốc có khả năng và kiến thức để hiểu và làm chủ thành phần của các vật liệu mà GE sử dụng hay không. Mặc dù Trung Quốc cũng đã cố gắng đặt hàng sản phẩm từ các nước sản xuất vỏ máy nước ngoài, nhưng những nhà sản xuất như vậy trên thế giới rất hạn chế và về cơ bản bị độc quyền bởi 5 công ty động cơ lớn nhất thế giới. Điều này khiến Trung Quốc gần như không thể bắt đầu. Vì vậy, nếu Trung Quốc muốn hoàn toàn độc lập sản xuất động cơ C-919 thì sẽ rất khó khăn. Tại sao chúng ta nói điều này? Hay lấy một ví dụ cụ thể, xe điện ở Trung Quốc có xu hướng chao đảo hoặc thậm chí bị lật khi rẽ ở tốc độ cao. Điều này chủ yếu là do khoảng cách về công nghệ khung gầm so với các nước như Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc đã thành lập liên doanh với các hãng như Volkswagen và Toyota hơn 30 năm trước và có vẻ vô lý khi bản chất của công nghệ khung gầm vẫn chưa được làm chủ. Để sản xuất đầy đủ động cơ, bao gồm nhiều yếu tố nghiên cứu và phát triển cơ bản trong lĩnh vực sản xuất, Trung Quốc cần sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã liên tục hạn chế khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán GPU của Trung Quốc, cản trở tiến trình của nước này trong lĩnh vực quan trọng này. Trung Quốc muốn hoàn toàn độc lập trong lĩnh vực động cơ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những thách thức về văn hóa và thể chế. Thứ nhất, bầu không khí xã hội Trung Quốc nghiêng về việc đi tắt đón đầu. Điều này có thể dẫn đến việc không đủ sự quan tâm và nguồn lực dành cho nghiên cứu cơ bản chuyên sâu dài hạn. Thứ hai, nhiều công nghệ hàng không vũ trụ quan trọng được nắm giữ bởi một số công ty nước ngoài. Những công ty này không dễ dàng chia sẻ những công nghệ quan trọng này. Thứ ba, một quốc gia độc tài như Trung Quốc có thể kìm hãm tư duy độc lập và khả năng đổi mới của người dân. Đồng thời, hiện tượng đạo văn và ăn cắp bản quyền xảy ra tràn lan còn nghiêm trọng hơn. Chưa kể một lượng lớn bằng cấp giả, luận án giả, bằng thạc sĩ giả, tiến sĩ giả, môi trường cho sự phát triển khoa học và đổi mới khác biệt rõ rệt so với môi trường ở Hoa Kỳ. Trong bối cảnh địa chính trị ngày nay, C-919 phụ thuộc rất nhiều vào các bộ phận nước ngoài. Điều này gây ra rủi ro không nhỏ đối với an toàn bay. Nhiều quan chức Trung Quốc nhận thức rõ điều này. Do đó vào ngày 28 tháng 5, trong chuyến bay thương mại đầu tiên từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long và Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Tống Chí Dũng lần lượt lên chiếc C-919, chụp ảnh với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, khi máy bay thực sự cất cánh, trên máy bay chỉ có những hành khách bình thường. Các quan chức cấp cao, bao gồm cả Tập Cận Bình,
trước đây đã tham dự các chuyến bay thử nghiệm và phát biểu chúc mừng. Thậm chí có tin đồn rằng ông Tập Cận Bình ban đầu dự định tham gia chuyến bay thử nghiệm, nhưng quyết định hủy bỏ vào giờ chót. Tương tự, tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Indonesia, ông Tập đã được cho là sẽ đi tàu cao tốc do Trung Quốc chế tạo cùng với Tổng thống Indonesia, nhưng đã từ bỏ kế hoạch vì lý do an toàn. Thời điểm Tập Cận Bình trở về Trung Quốc, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên tàu cao tốc của Indonesia, khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng đường sắt cao tốc của Trung Quốc và kêu gọi hủy bỏ sáng kiến vành đai và con đường, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc rơi vào tình thế khó khăn trên trường quốc tế. Việc đình chỉ hoạt động của C919 đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi ở Trung Quốc. Một số nhà bình luận cảnh báo rằng nếu C919 gặp phải các sự cố lớn, nó không chỉ khiến hơn 100 người thiệt mạng mà còn có thể gây ra một cú sốc lớn trong ngành hàng không dân dụng và có thể gây ra những vấn đề chính trị lớn hơn, đặt ra thách thức lớn đối với khả năng quản lý của chính phủ Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng họ sẽ không dám đi trừ khi máy bay riêng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là C919. Kể từ khi Airbus thiết lập dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho dòng máy bay A320 ở Thiên Tân vào năm 2008 và một thập kỷ sau khi trung tâm hoàn thiện 737 của Boeing bắt đầu hoạt động ở Chusan thuộc tỉnh Chiết Giang, người ta thường tin rằng Trung Quốc đã thu được kinh nghiệm và công nghệ quý từ những nhà sản xuất máy bay hàng đầu toàn cầu này. Tuy nhiên, việc đình chỉ hoạt động của C919 đã bộc lộ một cách rõ ràng những thiếu sót trong quá trình tích lũy công nghệ sản xuất máy bay và khả năng đổi mới độc lập của Trung Quốc. Mặc dù các sự cố với máy bay C919 thường có thể được khắc phục trong vài ngày, nhưng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể khiến việc tìm nguồn cung ứng của các bộ phận cần thiết trở nên đặc biệt khó khăn. Trong những điều kiện như vậy, bất kể trục trặc hệ thống hoặc thiếu hụt bộ phận nào đều có thể dẫn đến khả năng hủy chuyến bay. Trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn, có thể xảy ra gián đoạn dịch vụ như hỏng radio, hỏng hệ thống giải trí hoặc phòng vệ sinh không hoạt động. Những vấn đề như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho hoạt động bay, mà còn thu hút sự giám sát đáng kể của công chúng, thường gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Các nhà phân tích dự đoán rằng, nếu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành các biện pháp trừng phạt bổ sung, những kịch bản tiềm ẩn này có thể trở thành hiện thực. Theo những người trong cuộc, bất kỳ thành phần nào được sản xuất tại Mỹ đều có thể bị Mỹ hạn chế. Đây sẽ là một trở ngại lớn đối với Trung Quốc. Việc cung cấp các bộ phận chính như máy ghi âm chuyến bay, các bộ phận hợp kim nhôm, hệ thống thông tin liên lạc và động cơ đều có thể gặp nguy hiểm. Thiết kế của máy bay C919 tích hợp các bộ phận từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Việc lắp ráp tất cả các bộ phận này thành một giống như thực hiện một cuộc đại phẫu phức tạp, đặc biệt là khi nói đến các hệ thống điện tử. Điều này có thể khó khăn hơn đối với Trung Quốc. Đội ngũ tài năng chuyên nghiệp của Trung Quốc có thể chưa sánh được với phương Tây. Vấn đề lần này là ở các bộ phận cơ khí. Nhưng việc điều khiển các thiết bị cơ khí này được thực hiện bởi hệ thống điện tử. Vì vậy, có lý do để tin rằng những vấn đề tương tự có thể xuất hiện trở lại trong tương lai.